Đấy, ngọt rồi bác ạ, chín rồi. Chín để rồi, chín rồi. Ráo nhựa lan. Không biết là có nhựa này có ăn được không? Không, nó phải để ráo nhựa. Nó hết nhựa ăn. Nhựa ăn cho nó ngon. Cái gì nó chín như thế ạ? Quả kia bé cũng khử đi. Khí này, nhưng mà chưa vàng ấy. Không, vàng rồi đấy, vàng rồi. Để nhá, chuột ăn. Chuột ăn thật, nó hơi bắt đầu hơi khét rồi đấy ạ. Thu hoạch lớn sáng sớm này. Thu hoạch lớn được hai quả đu đủ. Đây được hai quả ớt nữa. Mấy cây bơ thì mãi chả ra quả gì. Bơ thì còn dễ nhỉ. Ôi giời, 5-6 quả đấy.